Chào anh em cần thủ đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi. Hôm nay em lên video số 110 nha. Lời đầu tiên thì chúc anh em nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn an lành ha. Video 110 này lên ít con máy giá rẻ nha. Rồi cần thì chất liệu carbon giá cũng rẻ luôn ha. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo nha. 0918 720 629 ha. Rồi, lên cặp máy số 1 nha. Đây nha. Cặp máy số 1 ha. Này. Con máy này là máy spinner nha. Ghi trên máy là 1000. Đó. Nhưng mà sai thật nó là sai 2000 ha. Ghi trên máy 1000 này. Nhưng mà sai thật là sai 2000. Con máy này mô bin sống, đổi tay trái phải. Ratio là 5.2.1 ha. Cước số 3 và 100m, cước số 2 và 150m. Này dòng máy này là China xuất Nhật nha. Đó, hoạt động còn mượt ha. Rồi. Máy đổi tay trái phải ha, size 2000 nha. Rồi, con máy này là máy của cũng China luôn ha. Đó, mô bin sóng, máy đổi tay trái phải nha. Con máy này ratio là 4.7 ha. Cước số 2 vào 200m, cước số 3 vào 100m. Con máy này cũng size 2000 luôn nha. Đó. Rồi, mã số 1 ha. Mã số 1 này gửi đến anh em giá là 150k bao ship nha. 150k bao ship, mã số 1 ha. Rồi, lên mã số 2. Mã số 2 cũng một cặp luôn nha anh em, một cặp luôn ha. Con máy này xài một bạc đạn nha anh em, một bạc đạn. Đó, máy đổi tay trái phải ha. Rồi. Nó mất cái nắp đít nha anh em, mất cái nắp đít. Máy này xài nó xài 2000 luôn ha. 1500 2000 á, bị mất cái nắp đít nha. Rồi, con thứ nhất ha. Con thứ hai đây luôn ha. Đó, con này xài bạc đạn luôn nha anh em. Rồi, ratio là 5.2 ha, ratio 5.2. Đó, máy size nhỏ nha anh em, máy này size nhỏ ha. Rồi, cặp số 2 nha, cặp số 2 là hai con máy ha. Máy đổi tay trái phải, hoạt động còn mượt nha. Cước các cái là mình thay hết nha anh em. Mình lên cước đẹp hết ha. Anh em về chỉ việc cứ để cước này câu luôn ha. Cặp số 2 gửi đến anh em giá 150k bao ship nha. Rồi lên cặp số 3 ha. Đây nha. Con máy này size 2000 luôn nha. Đó. Máy đổi tay trái phải ha. Mô bin sóng. Con này ratio của nó là 5 chấm nha anh em. Cước số 3 vào 100m. Đó, size 2000. Rồi. Con này cũng vậy ha. Ratio là 5 chấm, con này ratio là 4.7 nha, ratio 4.7. Đó. Rồi, size nó cũng size 2000 luôn ha, size 2000. Cước số 2 và 160m, cước số 3 và 120m. Đó, cặp số 3 ha, cặp số 3 gửi đến anh em giá 150k bao ship luôn nha. Rồi, lên con số 4 ha. Con số 4 là một con máy ngang nha. Con này là con Shimano Titanos ha, Shimano Titanos. Máy hoạt động còn bình thường ha anh em. Rồi. Đó. Mã số 5 ha, 120k bao ship nha, mã số 5 nha. Rồi. Lên mã số 6 ha. Mã số 6 là một con máy máy này giống máy Rody nha anh em, Rody. Máy này cổ rồi ha. Đó. Rồi, con Rody này là chết tay bên phải nha anh em, chết tay phải ha. Không đổi tay được nha. Máy về ngoại hình còn đẹp nha anh em, về ngoại hình con này còn đẹp ha. Size đó tầm size 5000 anh em. Đó. Con máy cổ này thì cứ đẩy xuống vậy là chạy ha. Đó. Rồi, máy cổ hơi khó xài nha. Anh em nào biết thì chơi ha. Con máy này của Nhật luôn nha. Rody, size nó tầm 5000 đấy, máy hơi lớn ha. Rồi, con máy này cân nặng của nó tầm
400g nha anh em, cân nặng 400g, hoạt động mượt ha. Đó. Rồi con lăn đang còn sáng nha anh em, lăn còn sáng hết ha. Rồi mô bin sống nha, chết tay phải. Mã số 5 ha. Mã số 5 gửi đến anh em giá 330k bao ship nha. Mã số 5 ha. Rồi lên mã số 6. Mã số 6 là con máy Megabon ha. Con này ratio của nó là 5.3. Đó, 4 bạc đạn nha. À, cước số 2 vào 210m. Cước số 3 vào 90m. Con này size nó tầm 2000 nha anh em. Xài 4 bạc đạn ha. Đó, máy có ABS đồng hàng nha. ABS. Mô bin sóng ha, cối bằng inox nha. Con này của Korea nha, của Korea ha. Đó. Rồi, mã số 6 ha, mã số 6. Mactac này là của Korea đó nha, hãng Mactac này. 4 bạc đạn, ratio thì 5.3 ha. Con này gửi đến anh em giá là 280k bao ship nha, 280k bao ship. Đó, mã số 6 ha. Rồi, mình lên 6 mã máy nha. Lên tiếp cần ha. Đây anh em. Đây. Có cây cần tay ha. Cây này dài 2m7 nha, dài 2m7. Đây anh em. Chất liệu nó phíp ha, ba lóng nha. 2m7 chất liệu phíp. Đó. Cây này mình nghĩ nó là cái cần ISO hạ tay nha. Đây, 2m7 chất liệu phíp ha. Đó, độ cứng nó DX ấy. Nhưng mà bây giờ hạ cầm tay rồi, khá cứng nha anh em, rất cứng ha. Cây này đánh địa hình khó được nha. Đọt 1,7, 1,8 ly ha, đọt nó 1,8 ly. Cần về ngoại hình còn đẹp nha, chưa thấy chảy xước gì hết nha. Về ngoại hình nó còn rất đẹp. Đó. Không thấy chảy xước ha. Rồi, nhẹ nữa nha. Cây này đánh địa hình dạng như sông hay suối, những cái chỗ khó, những chỗ mà không ra cần dài được, dài nó. À, dài không ra được thì mình ra cây này là êm luôn ha. Rồi à, mã số 7 dài 2m7, cứng nó tương đương DX, đọt nó là 1.8 ha, đọt 1.8. À, cân nặng nó là 100g thôi nha, cân nặng 100g, chất liệu phíp ha, chiều dài thu gọn nó đúng 1m nha. Cây này gửi đến anh em giá 150k bao ship ha, giá siêu rẻ luôn ha. Mã số 7 nha. Rồi, mình lên tiếp mã số 8 ha. Mã số 8 là cây cần Shimano nha anh em. Đây, cây Shimano ha. Shimano Holiday này. Đó. Cây này là một cây cần súp ha. Bát nó là Fuji FS7 nha. Bát Fuji FS7. Rồi, cây này cân nặng mã số 8 ha. Cân nặng là 310g nha. 310g. Đây anh em. Sở hữu dàn khoen nè. Cái khoen zin của nó là khoen nhựa nha. Sứ đá xám này. Đó, xong rồi mình thay dàn khoen khác cho nó ha. Thay khoen đầu bu chống xoắn luôn nha. Thay khoen đầu bu chống xoắn luôn. Đó, mình lên dàn khoen mới đẹp luôn ha. Rồi, cây này là cây Shimano Holiday ha. Đó. Đọt của nó là 2 ly, khoảng 2 ly 6 nha anh em. Đọt lớn ha. Dài nó là 3,5 m. Có chày nha anh em. Có chóc sơn ha. Đó. Đọt 3,5 ly nha. Đó. Xem lại cái đọt mấy ly. À, đọt của nó là 2 ly 6 á nha, đọt 2 ly 6 ha. Này. Ngoại hình cây cần đây ha. Đó. Ngoại hình còn đẹp nha. Mỗi phần ngọn là có một chút xíu, chỗ này là chóc sơn thôi nha. Đó. Rồi. Đây nha, có chóc sơn nhẹ này. Đó. Có chóc sơn nhẹ ha. Anh em xem kỹ nha, có chóc sơn nhẹ nhẹ vào. Rồi. Mã số 8 ha, cây này mã số 8 nha. Mã số 8 này mình gửi đến anh em giá là 350k bao ship ha, 350k bao ship. Rồi, lên mã số 9 nha. Mã số 9 là cây cần đây nha. Đó. Cây này cây cần carbon nha, cần dạng cần súp ha, dài 3,9 m của hãng Hibiki này anh em. Đó. Đây, ngoại hình có chảy xước xíu chỗ này ha. Cái lóng này là lóng gốc đó anh em. Lóng gốc nó có chảy xước nhẹ nha. Đó. Rồi. Đọt cây này là
đọt 2 ly 2 ha, đọt nó 2 ly 2 nha. Đó, đọt 2 ly 2 thôi. Carbon xoắn ha, carbon xoắn đẹp nha. Đó. Đây, lóng đọt ha. Dàn khoen nó là khoen Fuji nha anh em, dàn khoen Fuji. Dàn khoen zin hết ha, chất liệu carbon. Ngoại hình còn đẹp nha anh em. Này, anh em cứ xem kỹ cái ngoại hình nó ha. Đó. Rồi chỗ này có cái phần chóc chóc này, cái này phần không phải chóc đâu mà nó chấm chấm giống như là cái lớp keo, bị dính cái lớp keo ở đây ha. Đó. Anh em xem kỹ hết ha. Rồi, một cây cần carbon nha, của hãng Hibiki. Khoen bát là Fuji hết. Coi lại cái đọt cơ. Đọt 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Đó. Ngoại hình đẹp, dài 3m9. Cân nặng của nó là 300g ha, cân nặng 300g. Chiều dài thu gọn nó 1m1 nha anh em, chiều dài thu gọn 1m1, mã số 9 ha. Mã số 9 này gửi đến anh em giá là 1 triệu nha, giá 1 triệu bao ship ha, mã số 9 nha. Đó. Khoen bát Fuji hết ha anh em. Rồi, mã số 9, 1 triệu bao ship nha. Lên tiếp mã số 10 ha. Mã số 10 thì cây này là dài 4m2 nha anh em. Chiều dài chuẩn nó 4m2 ha. Rồi. Dài 4m2. Cái lóng gốc có chảy xước nha anh em. Này, lóng gốc có chảy xước. Cây này độ cứng nó chỉ tầm 25 quay đầu thôi nha. Cứng tầm 25. Cây này để cho anh em chơi đầu cần hay lăng xê ha. Đó, cứng tầm 25 quay đầu nha. Khoen bát Fuji hết ha. Khoen bát Fuji hết. Đó. Cần thì về ngoại hình thấy còn đẹp nha anh em, thấy ngoại hình còn đẹp. Rồi. Ngoại hình gì? Đọt 1 ly 8 à, đọt 1 ly 8. Đó. Ngoại hình thì đẹp. Còn lóng gốc là có chảy xước nhẹ à. Đây này, dạng nó bị chóc cái tem mạc ấy anh em. Đó. Còn các lống trong là không thấy chảy xước. Khoen bát nó Fuji chuẩn hết nha. Khoen bát Fuji còn chuẩn hết ha. Rồi, mã số 10 ha. Mã số 10 gửi đến anh em giá là 1 triệu luôn nha. Mã số 10 ha. Rồi, mình lên tiếp mã số 11 ha. Mã số 11 đây nha. Cây Holiday Spin ha. Đó, cứng 15 dài 3m6 ha. Nhưng mà mình đo thực tế rồi. Bát là Fuji FS7 ha. Cần Shimano nội địa Nhật này. Đó, mình đo thực tế thì cây này chỉ có 1m3 à, chỉ có 3m50 thôi nha, 3m rưỡi thôi ha, còn không đủ 3m6 đâu, cây này 3m50 thôi. Đúng rồi, cây này mình đo chuẩn nó khoảng 3m50 55 đó. Đọt 2 ly ha, đọt 2 ly. Cân nặng là 200g. Rồi, mã số 11. Cần carbon Holiday Spin. Cứng 15, dài 3m6 ha. Cân nặng là 200g. Bát là Fuji FS7, khoen Fuji luôn nha. Khoen hoàn toàn khoen Fuji nha anh em. Đó. Chiều dài thu gọn là 1m ha, chiều dài thu gọn là 1m. Rồi, đọt của nó là 2 ly nha. Mã số 11 gửi đến anh em giá là 650k bao ship nhé. Mã số 11 ha. Rồi, lên mã số 12 nha. Mã số 12 là cây cần Daiwa đây nha. Cây cần này, cây cần Daiwa của Korea ha. Tem xuất Nhật nha. Bát là Fuji FS6. Bát Fuji FS6 nha. Đó, cây Daiwa này nó cứng 15 ha. Cứng 15. Đọt là 1 ly 6. Đó. Chất liệu là carbon nha, carbon xoắn này nha, carbon xoắn nổi. Cây này của Korea ha. Daiwa này của Korea đó. Cần về ngoại hình còn đẹp nha. Về ngoại hình còn đẹp, rất đẹp á. Không thấy chảy xước mấy ha. Rồi. Đây ha. Đó. Dài là 2m7, cứng 15. Daiwa DZ ha.
Đó, cần dạng cần sấp nha. Đọt nó một ly 6, cân nặng là 100, cân nặng là 200 gram. Rồi, khoen bát là Fuji chuẩn hết ha. Cái này gửi đến anh em giá là 650k bao ship nhá, 650k bao ship. Mã số 12 ha. Rồi, lên tiếp mã số 13 nha. Mã số 13 y chang mã số 12 luôn anh em. Nhưng mà nó cứng 15 lại dài 3 mét ha, dài hơn xíu. Này anh em nào sưu tầm là 3 cây thì đỉnh luôn ha. Bát là Fuji FS6 nha, bát Fuji FS6. Đó, ngoại hình cần còn rất đẹp nha anh em, ngoại hình cần còn rất đẹp. Khoen bát Fuji hết nè anh em. Dàn khoen Fuji zin hết nha, khoen Fuji zin hết. Rồi. Cây này cái đọt của nó, đọt hơi lớn hơn xíu rồi. Đọt 2 ly ha, cây này đọt 2 ly nha. Đó. Carbon xoắn hết nha anh em, carbon hết ha. Không có lai, không có lai bất cứ cái gì đâu à, dàn khoen kiếp zin hết, carbon xoắn. Đó. Rồi. Mã số 13 ha. Mã số 13 này cân nặng của nó là cũng 200 gram luôn em. Dài 3 mét, cứng 15 ha. Cây này để săn rô phi chép giết rồi. Tuyệt đỉnh nha anh em. Đó, câu lăng xê được luôn ha, xê được. Rồi. Mã số 13 gửi đến anh em giá 750k nha. Lên mã số 14 ha. Mã số 14 cũng là cây cần Daiwa DZ luôn anh em. Cây này cũng của Korea ha. Cứng 15 dài 3,6 m nha. Cứng 15 dài 3,6 m. Bát Fuji FS7 ha, bát Fuji FS7. Dàn khoen nó dàn khoen Fuji luôn anh em nha. Zin luôn ha, sở hữu dàn khoen Fuji zin luôn. Đó. Rồi. Cây này thì đọt của nó chắc nhỏ con à. Đọt 1 ly 6 ha, đọt 1 ly 6. Mình xem cân nặng này. Cân nặng 220 g, đọt 1 ly 6, dài 3,6 m, cứng tầm 15 thôi ha. Đây, chất liệu carbon nha, cần còn đẹp hết ha. Cây này khá đẹp lắm nha. Rồi. Mã số 14 ha, mã số 14 gửi đến anh em giá là 850k bao ship nha, 850k bao ship. Rồi, lên mã số 15 ha. Mã số 15 lên nha. Cái này bị dơ xíu ha, mã số 15. Cái này cần carbon nha, dài 3,6 m. Cái này của hãng Romarin ha, hãng Romarin. Đó. Carbon nha anh em, Romarin này, dài 3,6 m. Này dạng cần ISO khoen lớn ha, ISO khoen lớn đấy nha. Này. Đó, sở hữu dàn khoen zin luôn, đẹp ha. Khoen bát nó là khoen bát hãng hết nha anh em, khoen bát hãng ha. Đó. Cái này của Romarin ha. Rồi. Chất liệu carbon, ngoại hình mới 90% trở lên ha. Còn là đó, thì cây này nó có một cái nhẹ thôi nha, bị cái lỗi nhẹ thôi. Chút nữa mình nói luôn. Cây này đọt của nó là đọt 1 ly 8 nha. Mã số 15 mà đọt 1 ly 8 đây nha. Cây này nó bị ố một xíu ở cái chỗ khoen này thôi nha. Ố một xíu này thôi. Còn dàn khoen nó dàn khoen hãng luôn đấy, zin luôn ha. Cây này chưa lai ly gì hết, dài 3,6 m đó. Rồi. Thì cây này mình gửi đến anh em giá là 450k bao ship nha, 450k bao ship. Mã số 15 ha. Mã số 15 này cân nặng của nó 200 gram nha anh em, cân nặng 200 gram. Đó. Rồi, lên tiếp mã số 16 ha. Mã 16 mình lên một cây ISO khen lớn nữa nha. Cây này đọt số 3 nha. Dài 4 mét. Khá là đẹp ha. À, có một này gốc đây ha, gốc thì nhám nha. Đó, sơn kim tuyến phủ ha, nó sơn kim tuyến nó phủ toàn cần. Bát là Fuji DBF ha, đấy đây nó sơn kim tuyến hết nha anh em, phủ toàn bộ luôn ha.
Rồi bên trong lóng này thì không thấy sơn ha. Đó, chất liệu là carbon nha. Cây này khá là chất đấy nha. Đó, bát là Fuji DBF ha. Cây này chất lắm. Cũng chưa thấy vết chày xước gì mấy ha. ISO khoe lớn nha. Dài 4 mét ha. Đọt số 3. Rồi, xem cái này đọt mấy. Đọt 1 ly 8 nha anh em, đọt nó 1 ly 8 ha. Đó. Dàn khoen thì dàn khoen hãng ha, dàn khoen hãng nha. Khoen Fuji à, khoen hãng trồng mà sứ đá xám ha, trồng sứ đá xám này nha. Đó. Rồi, mã số. Mã số 16 ha. Mã số 16 này cân nặng của nó, mình xem cân nặng nào. Cân nặng là 280 g nha anh em. Mã số 16 cân nặng 280 g. Đọt số 3, dài 4 m ha. Ngoại hình còn đẹp lắm. Cây này gửi đến anh em giá 800k bao ship nhé, giá 800. Rồi, lên tiếp mã số 17 ha. 17 là mình lên một cây mát tắc cây nha. Cây này giống như mình nghĩ cây này cần của bác nó là Fuji DBF ha. Cây này mình nghĩ cần của Korea nha. Mát tắc này giống của Korea quá. Cứng 50, dài 3m6 ha. Đó, có một vài chấm chóc sơn nhẹ ở lóng gốc thôi. Này. À, đó, cũng có chóc nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Đây ha. Anh em nhìn kỹ nha, có chóc sơn ha. Bị chóc sơn thôi. Cứng 50, dài 3m6. Rồi, lóng này thì còn khá đẹp ha. Đọt 2 ly nha, đọt 2 ly. Sở hữu dàn khoen Fuji ha, dàn khoen Fuji xích hết nha. Dàn khoen Fuji ha. Đó. Rồi, khoen đầu bu nó, khoen đầu bu xích luôn nha anh em, khoen đầu bu xích luôn ha. Zin cây này nó như thế nha. Đây, khoen Fuji hết. Đó, đều có chữ Fuji ha. Còn riêng khoen đầu bu thì xích luôn này. Đó. Cây này cứng 50, dài 3m6, cân nặng của nó là 380 g ha. Cán nó mút xốp hết. Cái này nhìn có vẻ hầm hố lắm, bạo lực được nha anh em, đánh bạo lực đẹp luôn ha. Rồi, cây này gửi đến anh em giá 1 triệu nha. Mã số 17 ha. Rồi, lên mã số 18 nha. Mã số 18 lên cây này đi. Rồi. Cây này một cây cần. Đây ha, chất liệu nó carbon luôn anh em. Dài 2m7. Dài 2m7 ha. À, đọt của nó là 2 ly nha anh em, đọt 2 ly. Đó. Đọt khá cứng ha, dài 2m7, đọt 2 ly. Đó. Có phủ sơn kim tuyến nha, sơn kim tuyến chất liệu carbon ha. Dài 2m7, đọt 2 ly. Cái này cứng, độ cứng nó tầm 30 nha anh em, cứng tầm 30. Bát là Fuji DBF ha. Dàn khoen thì dàn khoen hãng thôi nha. Này. Đó. Rồi, cân nặng của nó là 220 g ha, cân nặng 220 g. Mã số 18 ha, mã số 18 đó. Rồi, cây này mình gửi đến anh em giá là $500k bao ship nha, mã số 18 ha. Rồi. Lên tiếp mã số 19 nha. Đây nha. Mã số 19 cũng cây cần của cây này là cây cần chất liệu carbon luôn ha. Mã số 19 chất liệu carbon, cứng 20, dài 3m9. Cần sấp nha. Cần của Korea ha. Bát là Fuji FS7 nha, bát Fuji FS7. Đây, sở hữu dàn khoen nó, dàn khoen Fuji zin luôn nha anh em.
Đó. Đây, có bị chóc chút cái tem chỗ này ha, chữ sấp chóc cái tem này. Đó. Cần về ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp nha. Đó. Có chảy xước nhẹ ha, không đáng kể đâu. Chung còn khá ổn cây này ha. Rồi, mình xem này. Đọt nó 1 ly 8 nhá, đọt 1 ly 8. Cứng 20, dài 3 mét 9. Cây này câu rô phi chép giết săn rô phi săn chép cụ hơi ngon ha. Khoen nó khoen Fuji, bass Fuji FS7. Cây này cân nặng của nó là 280 gram. Rồi, dài là 3 mét 9, cứng 20 ha. Rồi, cây này mình gửi đến anh em giá 700k bao ship nhé, mã số 19 ha. Rồi, lên cây nữa nha, mã số 20. Mã số 20 đây nha. Mã số 20 này là cây cần Interline ha, cứng 50, dài 3 mét 1 HX. Cây này là cây Daiwa nha anh em, Daiwa này. Đó. Cây này cây Daiwa nhìn thấy giống hàng hệ quá. Made in Taiwan ha, Daiwa Holder Lock nữa chứ. Dạng cần rút ha, cán chỗ này bằng mút xốp hay sao, cứng lắm nha anh em. Đó. Rồi, cây này chỗ này không biết nó làm sao nó đi keo này nha. Đó, đi chỉ đi keo ha. Rồi, cần của Đài Loan nha, Taiwan ha. Đó. Bát là bát nó bát đây nha, bát bát vặn ha. Đó, bát của Daiwa luôn ha. Cây Daiwa Holder Lock này cũng khá ghê đó nha. Nếu nói cứng 50 dài 3 mét 1. Cây này săn hàng lăng xê hay săn hàng vô tư nha anh em. Đây. Ồ, cây này carbon này nha, carbon mét này. Ha. Đó, đi ba đường luôn này. Anh em thấy không? Đó, chất liệu carbon ha. Chất liệu carbon. Lên tới đây thì nó lại trơn nha, khoen nó khoen Fuji, khoen chạy ha. Đó. Khoen cũng có bị khoen thường à, có một cái khoen bị lai. Có một cái bị lai khoen thường nha anh em. Đó. Còn lại là zin ha. Cây này khi mình mua về nó như thế nha, mình chẳng thay gì hết. Đây. Đầu bu nó có đi chỉ hết rồi này nha, đi chỉ đi keo hết ha. Đó, cái này khoen đầu bu cũng khá chất đấy nha. Cây này cây Holder Lock mà. Đó. Ai giờ nó bị lai khoen này ha, bị lai cái khoen nó nha, khoen chạy ha. Đó, còn trên này là khoen Fuji hết nha. Ừ. Đây khoe đầu bu là Fuji xích luôn này nha. Ồ. Cây này cũng khá dữ á. Nói về chất cây này là câu ok ha. Rồi, mã số 20 cũng là mã cuối ha. Cân nặng của mã số 20 này là già. Cân nặng là 310 gram. Rồi. Dài nó là chiều dài thu gọn nó là 1 mét 1 nha. Cân nặng 310 gram, chiều dài thu gọn 1 mét 1. Cứng 50, dài 3 mét 1 luôn chứ. Sao nó có ưa làm lẻ vậy không biết. Đọt 2 ly rưỡi. Ồ, cây này săn hàng vô tư nha anh em. Với cái chất liệu carbon xong rồi phủ thêm lớp sơn này nữa ha. Đúng hàng Daiwa Holder Lock này. Rồi. Daiwa Holder Lock ha. Săn hàng vô tư nha. Rồi, cây này gửi đến anh em giá 850k bao ship ha, mã số 20 nha. Hôm nay mình lên 20 mã thôi ha, video số 110 ha. Lên 20 mã giá rẻ nha. Cảm ơn anh em ủng hộ mình cũng như ủng hộ shop mình ha. Chào anh em nha.